Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội gồm 40 câu trắc nghiệm, được trộn thành 24 mã đề, thí sinh làm trong 60 phút. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, ngay khi bước ra khỏi điểm thi, nhiều thí sinh mừng rỡ, hạnh phúc khi đã vượt qua 2/3 chặng đường của kỳ thi. Em cảm thấy là đề thi môn tiếng Anh khá là dễ và vừa sức bởi bản thân em cũng là người khá tự tin về môn học này từ trước đến giờ. Hôm nay thì tổng đề thi có 40 câu trắc nghiệm và theo em thì có khoảng 2-3 câu mang tính phân loại. Theo em thì đề với mức đề như này thì những kể cả những bạn ôn không chuyên hay những bạn không học khá về môn tiếng Anh cũng có thể dễ dàng được 8 điểm hoặc hơn 8 điểm. Về các cái câu hỏi như lấy thông tin từ đoạn văn hay là từ đồng nghĩa, trái nghĩa hay tìm và phát hiện lỗi sai thì nó cũng mang tính phân loại. Về dự đoán thì em không dám nhận 10 điểm nhưng mà em khiêm tốn nhận mình có thể được trên 9 ạ. Em đánh giá độ khó em thấy là khá là vừa sức. Nói chung là hầu như các bạn học sinh đều có thể làm được đấy. Nói chung là theo em thì đề thi có một số câu có tính phân loại khá rõ ràng ấy. Theo em thì những cái bạn đấy sẽ có thể đạt được tầm 8,5 cho đến 9 ạ. Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11 tháng 6. Hoàn thành xong bài thi ngữ văn và tiếng Anh hôm nay, thí sinh sẽ thi môn toán vào sáng mai.